Á, thời buổi Corona đi nhận căn hộ Marina. Vô đây à? Rồi, mời sếp vô. Đây là biết tặng cho các cô chứ ha. Thì đồng điện tại cái lắp thì lắp được thì sẽ ký đơn để lắp đồng điện để được cái đơn vị này là đơn vị tư nhân, nó là đơn vị thì không lập phải có giấy phép nhà nước. Thì nếu mà chị muốn đo lại thì mình có thể có quyền thuê một đơn vị nào đó ở đó thì họ có thể đo theo đi nhận nhà mà sao nhìn giống đi vô bệnh viện quá. Cái này là không gì hết, mình xài một mình đó, không có tiền đó. Mới làm hả? Mới nè, nói câu gì nó ngầu ra, đi nhận nói câu gì nó ngầu ra. Hả? Đi nhận rồi nói câu gì cho nó ngầu ra. Thời buổi Corona, trong cái thời điểm Corona thì bây giờ thôi đi nhận nhà thời Corona, ở nhà ông nhà nhận bên đây bên này. Rõ là sau này là mà nếu mà chưa có xe hơi thì ra hai để đưa đồ lên thôi. Rồi đi vô thẳng hàng luôn. Chỉ chắc chắn rồi nhưng mà nó lại bự ra bên này, nhưng mà nó không có dài. Chưa, chiều ngang nó bự, chiều dài nó không có. 6 này. Rồi 6 này. Ngồi phía bên trái luôn nè. Bị thấp á, chỗ này nó thấp á. Thế là nhưng mà cũng sửa đi, bữa lên này. Đúng rồi, thì lấy chìa khóa đó, thì ra mở đi. Chỗ đấy biết rồi đúng không? Mấy lần các bạn. Khi nào về mình bạn mấy lần. Chữ. Hai phòng chị, nhà mình mở không ra đó, đó rồi, sao vô luôn. Không quen mở cửa khách sạn. Nó có biết đâu. Ở cái này bếp nó nằm trong không? Nó hơi cứng nè, chỉnh lại ra cái này nhé. Rồi, có chị điện nước đầy đủ này. Mực đèn đi tới đâu rồi giới thiệu đó rồi. Ồ cái này là master bedroom hả? Chưa có cầu giao ngoài mà. Chưa có cầu giao ngoài cho nên điện đâu rồi. Điện hồi nó không giao nè. Mẫu gì? Để cầm ra. Đây ổ điện tổng. MCB tổng, ổ cắm, máy nước nóng, chiếu sáng căn hộ, cấp nóng, cấp nguồn, tất cả các ổ cắm ở đây. Rồi. Đi ở đây là cái phòng ngủ lớn. Đây. cúp điện cho nên tối thui mà ok quay cũng được. À, phòng tắm của phòng ngủ lớn nè, qua vô rửa mặt vệ sinh nước, à không có nước nóng ở trong đây luôn hả, có một vòi à, nóng lạnh luôn. Chưa có điện rồi đi vô trong. À, cái này là để một cái giường, chắc một giường chừng 1m4, 1m6 hết. 1m8 thì nó chiếu lối đi hai bên không có. À, hồng đó. Rồi bên thông đó là nó có cái cửa sổ thông ở cái chỗ phơi đồ. À, bụi em mở ra bụi vô phòng công lao cái gì vậy? À, để được cái giường khoảng 1m6 là hợp lý. Ngay chỗ này thì để một cái bàn trang điểm, để một cái tủ quần áo bên đây, các tủ áo nhỏ thôi. Ok, chống cháy, đèn, ok người đi ra. Rồi quẹo xuống. Ủa không, cứ lên điện cho bạn xe ôm, lên bạn hồi xưa bán cái gì hỏi là anh bán gì có bắt không? Thì anh đang có nhu cầu, anh đưa em đi bán tranh đi, rồi chọn giá cả đó thì mình lấy vào tí. Rồi nếu ok thì mình thấy. Đây là để bếp. Còn có xe để máy hút bụi ở trên đây nè. Có xe để à máy hút khói. Okay. Còn bên đây, bên đây chỗ đó là nó bay lên đường đó cả. Mở ra hết đi. Để chén đủ tuổi. Mở ra hết coi đi. Rồi ok. Đây mấy cái hộp ha. Ba học này để chén đũa là dư sức ha. Rộng hết. Ok. Cái không gian chỗ này là để được cái tủ lạnh đứng ha. Ok. Đây là cái sân phơi, sân phơi ngó ra phía view ở bên ngoài. Đây có cái chỗ là nổi máy lạnh với lại máy hút khói ra, sân phơi, máy giặt. Ok. À. Có cái bàn này ông chuyên bán cho nhà mà khang điện này, mà có cái trục từ lòng khang điện đó. Quận 9 có trời nó nhiều lắm, Bình Chánh rồi. Đây là để cái bàn ăn đây nè, phòng khách ở đây. Rồi đi vô cái phòng, đi vô cái phòng mình trước. Phòng này phòng nhỏ, phòng của kids nè, kids room. À, kids room được có cái là quá đã luôn là view. À, view ngoài trời, quá đã luôn. Đây cũng có đèn, máy chống cháy, sàn gỗ. Ok. Rồi đi ra đây đó là để cái phòng khách, một cái nệm, ghế nệm, TV. Cũng nói là cái view ngoài trời ha. Ở đây là một cái toilet riêng của cái phòng kids, cũng có đầy đủ luôn ha. Bạn ăn để đâu? Thiết kế bàn ăn để đâu? Hả? Thiết kế bàn ăn để đâu rồi? Bạn mấy người ngồi được? 4 người. 4 người. Nó đại gia đình bà ba mà ra là ngồi đăng ký cho đứa em Thảo á, đăng ký cho tầm 3 tuổi lên mấy. Ở đâu? Quận mấy? Anh cứ đi hỏi cái căn nào thấy ok hợp lý. Cái này hợp lý. Nhà bè đó. Cô nhà bè nó đang bán đó. Nhà bè chung cư có sân ra nhiều sai nè. Đây đang ở đây. Sai thì em thấy qua lên lương là tới rồi. Đó, nói đi. CV này là CV ổ cắm nè, các ổ cắm nó có F1, F2, mấy ổ cắm ngay bếp đó, ngay cái bếp là F2, còn ổ cắm ở ngoài này nè, nó thuộc F1, còn L1 này là đèn, ví dụ muốn bật đèn hay tắt đèn thì tao phải ra đây, là tắt, còn cái này là nguồn máy nước nóng là máy nước nóng 1, máy nước nóng 2 là nằm ở ngoài kia này, người ta lắp cái cục nóng cục lạnh vô đấu vô này. Là bỏ là cái 3 cái 4 này, còn cái máy nước nóng này là của cái trong cái toilet mình đó, đó là 2 cái nguồn máy nước nóng nè. Còn cái này là cái nguồn dự phòng, sau này chị muốn lắp cái máy lạnh nữa, rồi nó có ống đồng với cái nguồn dự phòng sẵn là cứ lắp vô là rồi là sử dụng thôi. Rồi, còn mấy cái này rồi sơ máy lạnh nó sẽ là ví dụ như là mấy cái này máy lạnh lên nó sẽ điều khiển cho các hộ này. Ví dụ như cái này là máy nước nóng là nguyên cái CV tổng này nó điều khiển cho 2 cái máy nước nóng này. Cái CV tổng này nó điều khiển cho cái F1, F2 rồi. Còn cái đèn đó là một cái line riêng, không có gì hết. Nó chỉ có nhiều đó thôi. Tức là chị nhìn lên cái sơ đồ liên tiếng này nó có ấy hết, ví dụ này là tổng tắc nè, không hết nè. Máy lạnh cái gì là bên cạnh mấy cái cáp nguồn. Dạ đúng rồi, máy lạnh B1, ví dụ như máy nước nóng ở trong toilet mình tắm này B1, B2. Ở đây nó có là CV tổng máy nước nóng. Bây giờ mình không sử dụng mình ọc nó xuống. Còn cái cấp nguồn ổ cắm là nó đưa này, ổ cắm này. Là cái đó là liên quan tới mấy là ổ cắm máy nước nóng, ổ cắm máy nước nóng. Con này là tổng. Nó xéo vậy? Em chưa dịnh mà. Đúng, còn máy lạnh là lạnh thì nó ổ cắm thôi. Là chỉ là cái nào là cái cục để cục nóng ở trong, cục nóng ngoài. Cái này chỉ 2 phòng thôi, còn không giữa đâu có không? Phòng khách không có, nhưng mà vẫn chờ sẵn cái nguồn cho mình. Nếu mình lắp thì đi mua cái này. Điểm là khi cái thằng mà nó lắp ống đồng nó bơm ra rồi vô nó sẽ dừng 2 giây trở lại. Lái đồng hồ nó chết vô cái này nó sẽ biết rồi nè, cái nó vô là rồi xong. Rồi xong. Ủa, cái này là nó có nóng lạnh sẵn rồi hả? Vậy thì chỉ đây thôi. Không phải là có nóng lạnh sẵn mà tức là vì cái thiết bị anh mua nó sẽ gồm một cái combo đó, nó cũng nóng cũng lạnh. Cục nóng lạnh thì nó sẽ vô luôn này. Vô luôn đi coi nó có cái gì không? Vậy đây nè. Ở đây nó cũng có 2 đường nước nóng lạnh nè. Ok, rồi tiếp tục. Tắm luôn thử rồi. Cái này là toilet phòng, ở trong đây còn có 2 ổ điện mình nó câu nổi kìa. Để sấy tóc nữa. Ok. Câu này bảo hộ. Toilet này nói chung là trong phòng là nhìn là bạn đẹp và công tắc này đẹp không? Công tắc đấy nè. Này. Còn cái lớn này là gì? Cái lớn này là máy nóng lạnh. Ok, máy nóng lạnh. Đó, nhưng mà chưa có. Rồi dắt vô trong phòng trong thôi. Đây là cái không gian ngủ ha. Ở đây mình có 2 option ha, không biết là cái giường tùy theo mình đặt. Nếu mình đặt vào vị trí như này thì ở đây mình có TV. Thì thất bại là bóng đèn thì để trên cái TV này nó bị chát cái TV sau. Vậy để đâu được? Để vừa quay ra ngoài hả? Này nó ở một vị trí góc bên đây. Mình có cái tường này, tường hợp lý nhất. Để khi mà mình để cái TV đây thì đèn mình nó lại chát xuống, mình nằm đây mình sẽ không có thấy được rõ được TV. Vậy phải để cái đầu giường bên kia phải không? Đầu giường bên đây. Nhưng mà để đầu giường này thì mình chỉ rồi sẽ nhận được cái lối ra vào của nhà mình, cái không gian bên ngoài. Nếu mình để đầu đây thì mình hạn hẹp được cái tầm nhìn của mình, không nhìn được bên ngoài. Để tivi đây cũng được rồi, đúng không? Chứ đi đây thì tại vì cái đường dây nó nằm đây rồi nè, cáp chứ nó nằm đây đó. À, đây là cáp anten nè. Nhưng mà mát mẻ. Được, để cái dù mét 6 được rồi. Con nghe nhỏ này mình cái bàn cái ghế phải không nội? Bàn ghế để ngồi đi học. Ok. Cái này trong nước còn nước nữa còn hai ông bà chỉ chỗ. Chứ căn này á, nếu cái phòng nè, nếu mà ở con đi lại thì ở á là chơi cái máy lạnh nè, chơi hai người, chơi hai người hỏi thử này ra để cho nó ra luôn không? Full luôn. Ok. Nói má, tại vì thì đóng lắm còn bảo nó cực kỳ, không có máy lạnh là thì không nổi. Hôm nay hai ông ngựa là không ok. Còn nếu mà thấy nóng nữa thì ở đây có người rưỡi rồi, hút ra luôn 3 người rưỡi. Vậy pháp phòng thì 3 triệu. Một phòng 3 triệu. Cửa mua ra thì 3 triệu. Còn cái cửa mà ăn trộm lại không có đầu nào đi mua ở đây cũng 2 triệu. Để là mình chỉ có cửa thôi. Chìa khóa cửa canh thanh là nha. Giờ là đi theo cái gì đây? Của mình rồi hả? Chứ phải giờ nãy nói chơi hả? Rồi hai ve mỗi người khóa một cái. Coi cái vị trí lên trên xe bắt. Rồi, sau này gắn đồ hồ điều con này. Bây giờ chưa lắp. Rồi, đó không hay đâu. Đấy nha, số 2 nha. Đây là số 2 nè. Số 2, rồi chỉ hướng đồng hồ nào? Chỉ hướng cái đồng hồ này, hiện tại quay lên giá. Hiện tại này là một khối. Đếm vô 1 2 3 4 5 6 ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ống tới 11. Ok. Không đổ rác, không đổ rác. Rồi đổ coi, đổ coi. Chụp cái số 2 vậy xuống anh. Nhảy xuống anh. À, hỏi thử quăng cái điện thoại xuống dưới xuống. À, đổ rác. Số 2 hỏi cái đó là xuống dưới. Ok, nó xuống ngay chỗ cái lô rác luôn á. Đúng rồi. Về con đi ngủ con, mai đi chơi con. Mình xuống đi ha. Trời ơi, buồn quay phim nữa. Còn 9406 review coi. Không chưa? Ở tầng mấy chỉ không coi, tầng mấy chỉ không coi. Tìm ra căn hộ của mình coi chỉ không coi. Đi ra đây ra chụp cảnh đi. Được rồi.